Ôn tập giới tử tỳ kheo tỳ kheo ni đại giới đàn đạt thanh 2024. Một La Mã lịch sử Đức Phật và thánh chúng. Câu 1. Theo Phật học phổ thông của Hòa thượng Thiện Hoa, điện từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện các mốc thời gian liên quan đến lịch sử Đức Phật. Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh vào ngày 3 chấm dưới cội cây Vô U tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thái tử xuất gia vào ngày 3 chấm khi ngài mới 19 tuổi. Sau 5 năm tầm học các đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già đều không thành công, ngài quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh, chọn lối tu trung đạo. Cuối cùng, với quyết tâm và ý chí mãnh liệt, sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lúc đó nhằm ngày 3 chấm, khi đó ngài được 30 tuổi. Từ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, trải qua thời gian hơn 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la để truyền bá chánh pháp. Sự hóa độ viên mãn, ngài nhập Niết Bàn vào ngày 3 chấm trong rừng cây Tala sông Thọ. Khi ấy ngài được 80 tuổi. Câu 2. Trước khi quyết định xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã gặp ai ở cửa bắc của thành Ca Tỳ La Vệ? Câu 3. Thái tử đã trình lên vua cha điều gì? Nếu vua cha làm được thì thái tử sẽ không xuất gia. Câu 4. Ai là người cúng dường Đức Thế Tôn bữa ăn đầu tiên trước khi ngài thành đạo? Câu 5. Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Trần Như tại đâu? Câu 6. Đức Phật chuyển pháp luân với bài pháp đầu tiên có nội dung là gì? Câu 7. Sau thời gian tu khổ hạnh, Thái tử đã quyết định như thế nào? Câu 8. Trở về thăm vua Tịnh Phạn lần cuối, lúc vua đau nặng sắp băng hà, Đức Phật đã thuyết bài pháp có nội dung gì? Câu 9. Ai là người cúng dường kỳ viên tinh xá cho Đức Phật và tăng chúng? Câu 10. Vì sao đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật vẫn thường hay tọa thiền? Câu 11. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai triệu tập hội nghị viết tập kinh điển lần thứ nhất? Câu 12. Trong hàng đệ tử Phật, vị nào được tôn xưng là mật hạnh đệ nhất? Câu 13. Trong hàng đệ tử Phật, vị nào được tôn xưng là giải không đệ nhất? Câu 14. Trong hàng đệ tử Phật, vị nào được tôn xưng là thuyết pháp đệ nhất? Câu 15. Nữ giới được phép xuất gia là nhờ công lao của những vị nào? Câu 16. Ai là người trùng tuyên tạng kinh? Ai là người trùng tuyên vạn lực trong kỳ viết tập kinh điển lần thứ nhất? Câu 17. Ai là người cúng dường Đức Phật bữa ăn cuối cùng trước khi ngài nhập Niết Bàn? Câu 18. Trong 49 năm giáo hóa, những kinh pháp của Đức Phật nói ra, về sau được các đệ tử kiết tập chia làm bao nhiêu thời, gồm những gì? Câu 19. Câu nói thể hiện tinh thần hóa độ bình đẳng của Đức Phật là gì? Câu 20. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn là gì? Hai La Mã giáo lý. Câu 1. Tứ đế hay còn gọi là tứ diệu đế bao gồm những gì?
liệt kê theo đúng thứ tự. Câu 2. Trong tứ diệu đế, đâu là nhân và quả thuộc thế gian? Đâu là nhân và quả thuộc xuất thế gian? Câu 3. Vì sao Đức Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Câu 4. Trong tứ diệu đế, 37 phẩm trợ đạo nằm ở phần nào, bao gồm những gì? Câu 5. Bát khổ trong khổ đế gồm những gì? Câu 6. Biết rõ khổ đế có lợi ích gì? Câu 7. Theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, tập đế có nghĩa là gì? Câu 8. Theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, căn bản phiền não gồm những gì? Câu 9. Trong các món căn bản phiền não, biểu hiện của thân kiến là gì? Câu 10. Trong các món căn bản phiền não, giới cấm thủ nghĩa là gì? Câu 11. Theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, thế nào là vô trụ xứ Niết Bàn? Câu 12. Theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, thế nào là tánh tình Niết Bàn? Câu 13. Theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ trình bày điều gì? Câu 14. Pháp tứ niệm xứ giúp người tu học Phật tránh được những kiến chấp sai lầm nào? Câu 15. Trong 37 phẩm trợ đạo, tứ chánh cần nói về điều gì? Câu 16. Tứ nhi ý túc nằm trong chi phần nào của tứ diệu đế, bao gồm những gì? Câu 17. Trong tứ diệu đế, ngũ căn thuộc chi phần nào, bao gồm những gì? Câu 18. Thất Bồ Đề phần còn có tên gọi là gì, bao gồm những gì? Câu 19. Trong Thất Bồ Đề phần, trạch pháp có ý nghĩa gì? Câu 20. Bát chánh đạo thuộc phần nào của tứ diệu đế, ý nghĩa của nó là gì, gồm những gì? Câu 21. Thế nào là bố thí ba la mật? Câu 22. Pháp quán sổ tức là gì? Mục đích của quán pháp này là gì? Câu 23. Lục độ bao gồm những phần nào? Câu 24. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp về thân bất tịnh, 50 vị tỳ kheo đã tự hủy hoại thân này. Làm như thế là không đúng. Vì sao? Câu 25. Kể tên 12 nhân duyên theo đúng thứ tự. Ba La Mã luật. Đọc hiểu 4 cuốn luật Trường Hàng. Bốn La Mã: Hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự trung ương. Câu 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất tự nguyện của bao nhiêu tổ chức hệ phái Phật giáo? Câu 2. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Câu 3. Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Câu 4. Tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Câu 5. Nội dung của Điều 42 chương 9 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022 đến 2027 quy định những điều gì?